chủ sở hữu căn nhà bị giải tỏa. Nếu nhà đó là nhà của người sở hữu, thì người sở hữu ngoài số tiền được đền bù theo thời giá, còn nhận được khoản tiền trợ cấp để mua nhà chỗ khác. Nè, nêu ví dụ, một căn nhà được đền bù theo thời giá là 800 ngàn. Nếu người sở hữu muốn mua một căn nhà có diện tích bằng nhà cũ, và căn nhà đó mới xây cách đây 7 năm trị giá 2 triệu, người chủ sở hữu này sẽ nhận thêm 1 triệu 200 ngàn tiền trợ cấp mua nhà mới. Tổng cộng, nhận được tiền đền bù là 2 triệu. Có nghĩa là nếu mua nhà trước khi cục xây dựng đến khảo sát điều tra nhân khẩu, sẽ có cơ hội kiếm lời cả triệu bạc tiền trợ cấp rồi. Chính xác. Khách thuê nhà cũng được khoản đền bù như nhau, trong đó bao gồm đền bù tiền mặt cơ bản và đền bù số tiền chênh lệch liên quan đến danh bạ trùng tu. Cục xây dựng sẽ dựa theo các khoản tổng hợp của khách thuê nhà để tính số tiền bồi thường. Nói một cách đơn giản, nhà thuê cho một người ở, cục xây dựng sẽ đền bù là 70 ngàn, hai người ở nhà thuê ít nhất là 80. Và để khuyến khích những người thuê nhà đồng ý cách đền bù này, cục xây dựng đã trích thêm 70% trên trị giá đền bù ban đầu những người thuê nhà này trước ngày điều tra nhân khẩu dọn đến ở. Những khách thuê nhà sau ngày điều tra nhân khẩu dọn đến ở chỉ được trích 20% thôi. Điều tra nhân khẩu là công việc rất quan trọng. Nếu họ thỏa thuận thành công, người dân sẽ nhanh chóng dọn đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian, tận dụng thời cơ nhanh chóng phá án. Yes sir. Cô còn nhớ một quy tắc về sứ mạng và lời thề của chúng ta không? Dũng cảm liêm chính, đại công vô tư chấp hành công vụ. Vô tư có nghĩa là nếu gặp một tình huống mà cô phải chọn lựa tình và lý, người chấp hành công vụ như chúng ta nhất định phải chọn lý. Nên tôi hy vọng cô phải nhớ, đừng bao giờ để tình cảm ăn mất lý trí phán quyết của mình. Mới vào nghề, từ từ sẽ quen. Cô tên Lâm Nhật Thủy, tên tiếng Anh là Reni, là giám đốc công ty địa ốc Kim Long. Chúng tôi điều tra được chung cư Quan Trai gần đây có hai căn hộ đều do một tay cổ giao dịch. Trong đó có một chủ hộ là Phương Tử Thuyên, cô này qua lại rất thân mật với Reni. Và bản thân cổ cũng là chủ hộ của một căn hộ khác. Ngoài ra những người thuê nhà gần đây cũng có điểm khả nghi. Tôi thấy họ có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Tôi và Sang Sang sẽ tiếp tục theo dõi. Tốt lắm. À, còn người này? Đây là Peter, là giám đốc ngân hàng, chuyên phụ trách thế chấp. Gần đây Reni bán ra hai căn hộ, cũng chính tay người này lo việc thế chấp. Còn căn nhà cô ấy tự mua, đã cho người nào thuê vậy? Quan hệ gì với Reni? Sếp tự cho tôi ít thời gian, tôi sẽ tiếp tục điều tra. Tốt. Quan trọng là phải tìm ra họ lấy thông tin kế hoạch trùng tu của cục xây dựng từ đâu. Yes sir. Bên đường đón taxi có ngồi người tài xế không? Người đông không đủ chỗ, chắc sẽ ngồi đằng trước. Có gặp qua tài xế taxi tử tế với khách hàng như vậy không? Tài xế taxi này là khách thuê nhà ở lầu 3 chung cư cũ. Mình điều tra hai người này xem có phải là vợ chồng không. 3.888, còn số may mắn. Sau này có phước, heo quay sữa nguyên con, bào gương sợi, súp bông bóng cá, cá bóng mú, gà nướng trong giấy bạc, hai món tráng miệng. Mỗi bàn tiệc tặng 2 chai rượu chát, 10 chai nước ngọt, giá cả phải chăng? Cậu định đặt bao nhiêu bàn đây? À giám đốc à, có món nào ngon hơn nữa không? Đời người chỉ có một lần, đám cưới đại khách mà không có chén vi cá, keo quá không? Tuổi luôn à, không sao đâu. Cô đã tiệc bắt hay rẻ, cũng có người chơi này chơi nọ. Một người đã chia vui với hai con thôi, món ăn đâu có gì quan trọng. Bún tàu coi như vi cá cũng được rồi. Bác à, được rồi bác, còn món nào ngon nữa không? Được rồi, giám đốc à, ngoài 3.388 ra còn cái giá nào khác không? Còn chứ, giá này đi, 6.088. Món khai vị, tôm hùm xà lách trộn, còn súp bông bóng cá thì... 30 bàn phải tốn hơn 200 ngàn đó. Không sao đâu, yên tâm đi. Bạn không cần phải lo lắng, ông xã của bạn hiện giờ rất có bản lĩnh. Tôi có bản lĩnh gì đâu, tôi biết còn thiếu cô một chầu mà. Anh còn nhớ là được rồi, tâm trạng của Rainy hôm nay tôi rất là vui. Đã chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho hai bạn, cho hai bạn đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật. Chà, chị Reni, bộ dạo này trúng mánh hay sao? Bạn già ơi, bác vẫn chơi hoài, gọi con là Reni được rồi. Gần đây con phát tài chút thôi mà. Giám đốc à, hả? Cho tôi đặt bằng tiền mắt nhất đi. Bác trai bác gái, hai bác thấy có món nào không vừa ý, góp ý nha.
Còn gọi bác trai bác gái, bà đây không có ý kiến, hỏi má con kìa. Má, má hãy cho con ý kiến đi. Trời ơi, má của con cũng biết mà, hồi nào giờ đâu có ý kiến gì đâu, hai con cứ tự quyết định đi. Nè, mình bận công chuyện, mình về trước nha. Sẵn đây mình phải chúc mừng hai bạn hai câu trước đã. Trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc. Cảm ơn. Cảm ơn. Con về trước nha. Điều tra được Lý Tử Luân, Joey, Jenny và vợ chồng Tử Tuyên đều có mối liên quan mật thiết đến vụ kiện này. Lý Tử Luân là trợ lý giám đốc của Cục Xây dựng Đô thị. Riêng bạn gái Joey của hắn là giám đốc công ty địa ốc Lâm Nhược Thủy. Cùng với Tử Tuyên, ba người là bạn lúc trung học, là bạn chí cốt. Cho nên chúng tôi nghi ngờ Jenny thông qua Lý Tử Luân nhận được mật báo trước khi Cục Xây dựng tiến hành khảo sát đột kích khóa sổ đăng ký hộ khẩu. Cô đã mua hai căn nhà để được đền bù. Ngoài ra, chúng tôi tìm ra Lâm Nhược Thủy còn mang tài liệu cơ mật bán cho nhiều người khác nữa. Hiện giờ chúng ta đầy đủ chứng cứ để nghi ngờ Lý Tử Luân bản thân là một nhân viên mua bán tài liệu nội bộ, đã phạm vào tội danh đút lót trong khoảng thứ tư. Lập tức chuẩn bị hành động. Yes sir. Đúng vậy, tôi cần một căn 4 phòng rộng 426m, mái nhà phải lợp bằng thiết mái bay. Bạn đừng có nói như vậy, tôi là chút đỉnh thôi. Cho nên bây giờ đang tính toán nè, xin giá phải chăng đi. Nè, trông cậy vào bạn đó nha. Bạn có tin gì gọi điện báo cho tôi biết ngay ha. Được rồi, cảm ơn nhiều. Bye bye. Đẹp quá à. Sao rồi hả cô dâu? Bạn chịu qua đây rồi sao? Nói xong rồi hả? Hơ, ông xã vẫn chưa tới mà, sao nói mình chứ? Ông xã mình phải đi kiếm tiền. Tụi mình bồi thường cho cô gái đó hết rồi, đâu còn dư bao nhiêu tiền, không kiếm ra tiền sao được. Bạn nhớ nha, tìm giùm vợ chồng mình căn nhà nhỏ nhỏ thôi. Được rồi, mình chịu trách nhiệm mà. Vậy là khỏe rồi, bồi thường đầy đủ cho họ, bạn yên tâm phần nào rồi. Mình phải cảm ơn Tử Luân mới đúng. Nè, như vậy được chưa bạn? Cần mặc thêm gì nữa không? Đủ đẹp rồi, lắm đẹp rồi, lắm rồi, sang lắm rồi. Chẳng những đẹp còn rất gợi cảm. Nè, cho hôn cái bà xã. Nè, cấm không được hôn nha. Chưa đến giờ nam gia chính xuất hiện. Chụp hình giùm tôi trước đi. Ờ, hay quá, chụp hình đi, chụp hình đi. Đúng rồi, chụp nhanh lên, nhanh lên đi. Chụp hình đẹp cho bà xã mới được. Được rồi, sẵn sàng nha. Được rồi, 1, 2, 3, cười lên, cười. Hai người kế bên không cần cười, bà xã cười tươi lên đủ rồi. Nhanh lên, chụp nhanh nha, lên, chụp nha, chụp nha. ICAC. Tôi là chủ nhiệm đội điều tra cấp cao ICAC Lương Bá Hoàng. Tôi là chủ nhiệm ICAC Lương Hạnh Gia. Ông Lý Tử Luân, chúng tôi phải bắt giữ ông. Chúng tôi nghi ngờ ông là nhân viên Cục Xây dựng, dám nhận lợi ích của Lâm Nhật Thủy, nhận hối lộ cung cấp tài liệu bí mật kế hoạch trùng tu của Cục Xây dựng, đã vi phạm vào tội danh đút lót trong khoảng thứ tư. Bây giờ tôi khuyên ông, trừ phi ông tình nguyện, ông có thể không nói gì. Không cần biết ông sẽ nói gì, chúng tôi đều ghi nhận để làm khẩu cung, ông có hiểu không? Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.